Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình. Dạ, ngày hôm nay đây là do là trời mưa á mọi người, nên là mình không có đi làm. Dạ. Nên là hôm nay mình rủ Bảo Thủ Đồng Nai đi đạo muối chúa mọi người. Đi dùm như trong mấy cái vườn điều đào mấy cái muối, cái ụ muối chúa bự bự á. Thì mời mọi người cùng đi theo chân mình đi khám phá đi đạo muối chúa nha. Tại vì hồi đó giờ mình cũng chưa từng thấy con muối chúa nó sao mọi người. Nghe người ta nói là nó bự lắm mà mình cũng chưa thấy nữa. Hôm nay mình quyết định rủ Bảo Thủ Đồng Nai đi đạo nha. Thì mời mọi người đi theo chân tụi mình đi đạo muối chúa mọi người. Nè, đây có cụ muối chúa nè. Để đào xem là trong này có cái gì đây. Đào thử quá thủ. Rất mềm quá. Ý, nó bự kìa. Có gì ở trong không? Đào mạnh bạo lên coi. Đào lên trên giữa kìa. Thử. Mạnh lên. Cổ gì nè. Đây, đây chứ cái mối nè. Đâu? Chứ gì? Chứ mối nè. Nè. Chứ mối mọi người. Trời ơi, chứng tỏ là con này có mối chúa rồi. Chắc con mối chúa đó. Kéo lên, đạo ơi. Hình như là cái ổ nó nằm sâu tút ở dưới luôn á. Sâu quá, đất nó cứng quá. Nè, cầm máy quay đi đào cho. Đây. Để mình đào cho mọi người ơi. Ủa cứng gì trời. Khó ăn chua mọi người ơi, cứng ghê thiệt. Ê, trứng muối kìa. Đây thêm một đống trứng muối nữa nè. Trứng muối. Ừ. Ồ, trứng muối bự cái gì kìa. Mũi cắn đạo quá. Cái ổ mối bự dữ trời. Để quay cho mọi người coi cái ổ mối nè. Ủa như ổ ong vậy á. Y ghê đúng không? Ừ, nghe. Như nó là trồng cái ổ mối này có nấm nữa nè. Nấm sâm gì á, sâm ô linh gì á. Bữa nay quyết định đi đào thử có gì không. Ủa trời, mối nó bự à? Đâu? Dạ, cho bá luôn. Kìa, mấy con mối quá bự luôn nè. Này là mối kế chúa. Bự ghê thiệt. Nữa này chắc có hy vọng có mối chúa. Wow. Mối ra. Bự quá trời bự luôn nè. Thôi, lấy ra đi. Đó. Dầm đã kìa. Đây, đứa cục này đây kìa. Ủa, nó cắn kìa. Đây, cắn nữa. Đây. Ủa, mối gì ghen quá ông luôn. Ý, ý, đau quá. Đây. Những con mối chích nhau. Quá trời mối con luôn mà mối chú không thấy. Ý có con mối trắng tinh luôn kìa. Mối con này. Không có quyền thằng tặng ha. Cụ này đạo biết tới như nào mà gọi chạy. Thì đạo là chú khác. Đi kiếm một cái ụ nào mà mềm mềm xíu đi. Ụ này cứng quá. Nè, ụ này còn mềm nè. Đây. Để đạo sao cái chết luôn á. Chỗ này nè, còn mềm chỗ này rất mềm. Đi kiếm cái ụ nào mà như đây. Nó đạo. Anh Niên đã rất vậy. Cứng quá. Ủa
Ôi trời. Nói nè à. Mấy tỷ con luôn. Nó đặc nghẹt luôn. Đây ông ơi đây. Đạo lên chắc có mấy chúa. Chưa thấy. Đạo sâu xuống nữa. Đâu cái này mà về cho gà ăn đã nha. Ừ. Ăn mặt thay luôn. Cái cục này ra coi. Nghe đi. Cái mối này mối gì nó nhặt kìa. Nhà nhiều ghê đúng quá. Ủa ơi. Đây. Mấy tỷ con như này luôn trời. Nó đặc nghẹt đây mà không có con gà lại ăn hết. Ừ. Nó còn hơn gạo nếp nữa. Quá trời mối rồi. Con mối chúa rồi. Đi. Kiến. Ê, đập muối. Ôi, ổ kiến kìa, thôi đi, ổ kiến bự quá. Đi. Bỏ đi. Ủa, bông gì đẹp quá trời luôn. Bông sắc kìa. Bông này giờ giống hửi gan mùi tiêu gì đó. Đây, bông đây. Rồi, ổ này được á. Ổ này làm cũng tháng mấy vậy nè. Tự tính gì vậy? Ui, có mối kìa. Này mình nghĩ chắc không có luôn rồi. Không biết mối chúa nó nằm ở đâu ha. Không biết. Nó vừa không có gì. Thấy đào dễ lắm mà sao mình đào mệt dữ vậy ta. Lên mạng tra thử cách đào mối chúa. Lấy xem cút lại đào cho nó nhanh. Ở sau dưới rồi. Rồi bỏ đi, chia chỗ khác đi. Tình hình này thôi. Toàn. To rồi. Ừ. Ồ, đây bắp trắng nè. Trắng. Đây. Bắp. Đây. Đây, ủa quá bự luôn. Ủa gãy mất cỡ. Có nè. Đó. Áo thật. Mình là thần chết nha mọi người, mình chỉ cần mình đạp xuống vậy là cỏ nó chết hết nè. Đó, thấy chưa? Khéo quá trời luôn. Quá ghê. Đây. Để tới đâu là cỏ chết tới đó luôn. Lấy xe cuốn lại đào. Tưởng dễ đào lắm mà khó lắm. Wow. Trời ơi. Ổ nó bự. Này, cỏ mối chào quá luôn đây, bự hơn cái người mình nữa.
con mối này chắc mở mấy tỷ con á mọi người. Ok. Mối vàng khè đó. Mối là già rồi. Đó, nó cứng ra. Ôi bự. Ủa nó cứng. Ờ, bỏ đi. Có mối cánh không kìa. Nó mới ra. Thôi bỏ đi. Kìa. Ôi đầu mệt lắm. Mệt quá. Này có mối cánh luôn rồi nè. Rồi đời cũng như mơ mọi người ơi. Mũi quá mũi rồi. Cái này chắc bể kèo quá. Mấy chú ở đâu không thấy cho thấy mũi quá trời mũi à. À cái bộ đất nào nhỏ nhỏ một xíu. Ừ, ê, ở mối hình cây nấm. Mối quá trời nhiều luôn. À, sao không có mối chúa ta? Đập thử cho con cục nó ra đi. Mà mỏi dưới á. Mỏi dưới á. Mình thử mấy chúa nó nằm ở giữa mà. Nhớ mình thử nằm ở dưới mà. Nè dưới này đâu còn gì đâu. Đúng không? Ừ đập cho con cục ra đi. Mấy chúa nằm đâu cục đó mà. Không thấy á. Đập thử ra thấy không? Đây, quay nè. Để đập cục này ra coi. Ngày phải kiếm từng ngõ ngách hết. Bây giờ đã mệt rồi. Nè qua đây coi nè. Đâu. Ui nó dạ. Trời luôn nè. Dạ. Cái này không có gà nó qua đây ăn ha. Ừ. Nó có gà mập luôn. Ừ, cuối cùng bởi mối chúa nằm đâu? Không lẽ người ta lừa mình hả ba? Mối chúa đâu? Ai biết? Xem thấy mối chúa ta. Ảo thật đấy. Mối này mà ăn được chắc để tuyệt chủng luôn rồi. Trời ơi trời. Con chiếu. Mà nó làm cái gì vậy? Nó bò. Sao mấy mối chúa đâu chơi gì trời. Không lẽ mình bị lừa sao ta? Thấy mối
mấy con nó vàng vàng luôn rồi. Mấy chúa không thấy. Mũi cắn quá. Thôi đi. Mũi thì thấy quá trời mà. Mũi chúa không thấy. Ngã rồi, đợi thêm xíu nữa. Không có chúa ta. Không chúa nằm đâu. Mũi quá. Ôi ô, mũi lư luôn kìa. Thế là mình bị lừa. Chắc vậy. Hỏi ý kiến khán giả coi đọc cái đồ mới chúa cách nào. Mũi nó bay kìa. Hay là tùy ổ mối, ổ có không ta? Không biết. Kỳ đó. Không có vậy. Còn thôi cũng được. Nó cũng chưa hách được, để không có. Mệt quá. Giờ thấy mũi chúa, giờ thấy mũi cắn là nhiều rồi đó. Thế người ta họ đào dễ lắm mà ta. Cứ áp dựt cũng rất là ghê.
Ừ, sao vậy? Chị thua mọi người ơi. Toàn thua rồi. Đây. Cái giò mũi cắn. Đây luôn. Ừ. Đi vòng lại kiếm ổ mối ra gần gần kia. Tôi đã thấy cái người ta đào dễ thôi, người ta không có não cho người ta. Cho mình không biết đào hay là nó không có đâu. Thôi ta diễn cho nó. Còn vậy nó còn trái hả? Đây giờ là cuối mùa điều rồi mới tháng, cuối mùa rồi đã còn trái rồi. Hết mùa điều mấy tháng rồi. Quá trời chiến cánh luôn, không có cánh luôn kìa. Người mối cánh bay ra quá trời em kìa. Út một con mối mà có thấy đẻ nhiều dữ ta biết nữa. Quá trời luôn kìa. Phát. Ừ. Mọi người, kiến ơi múa cánh quá trời luôn kìa. Bay kìa. Mấy con này mà tới trời mưa mà nó bay vô nhà thì thôi, ối trời ơi luôn. Không có ta. Đồ đảo à. Ừ, mối cánh luôn nè, đại gia đình nhà mối cánh. Rồi mối chúa đâu? Này biết. Nó mối chúa bự lắm mà. Mình tưởng đâu là đào ra vậy là có muối chốt chẩn mà không có người ơi. Khó ăn quá. Trốn đi đâu hết rồi. Ui chích quá trời luôn mọi người ơi. Cái hang mối chúa nằm dưới kìa. Thôi vậy là chịu. Sâu quá rồi.
À, mình giết mối chúa rồi, nó nằm dưới rồi mọi người. Đây. Mình dán đào thêm xíu nữa coi. Có luôn. Nói vậy. Đâu? Dưới đây không có hai con mấy chú nữa đó. Hai con chuột con sóc gì á? Hả? Nè. Đào thử, đào thử, đào thử. Hai chuột hai sóc gì lại ở đây đi. Nghe lại coi thử đi. Nè. Đâu là cỏ không nè? Hai chuột á. Đã đi. Ôi. Đây, ơi mấy con mối bay lên vụ nguyên một đàn chim én này luôn kìa. Ồ. Mấy con mối bay lên vụ nguyên một đàn chim én này không? Chim én luôn rồi. Đây. Mấy con mối nó bay dưới ổ bay lên rồi giờ vụ nguyên một đàn chim én rồi. Chim én bên đây có một bữa no nê luôn. Chuồng cũng ở đây nữa. Mình nghĩ là mình đã tới gần cái ổ mối chú ấy rồi. Đứng hết luôn gỗ lên. Thế nào chả có. Nè, ổ mối chú ấy nè. Trứng luôn.
đâu, cầm thử đi. Mình biết kêu nó dở ta. Có mèo gì á. Nó dùm đèn chim én. Kìa, con gì nhông lại nó ăn mối nữa kìa. Mệt mỏi áp lực quá. Ồ, nhưng chuồng lại nó ăn mối gì vậy? Ừ. Đâu, cái kìa đâu, thằng nào đâu. Ừ. Hình là đại mình đã đậu mấy cổ mối rồi mà mình không thấy con mối chúa luôn rồi, thấy toàn là mối con không à. Không biết là do mình không biết đào hay là mình bị ta lừa đó. Nè, đây quá chị trứng mối luôn nè. Nè. Mà mối đẻ con hay đẻ trứng ta? Trứng. Quá chị trứng mối luôn mà sao mà không có con mối chúa luôn rồi. Hay thiệt đó chứ. Quá chị mối luôn nè. Ừ. Rồi, tự nhiên chuồng nữa, đâu quay lại, chim én quay lại đây. Chim én nó lại ăn mối à. Chuồng đầy luôn. Rồi chắc clip này mình cũng kết thúc ở đây mọi người. Mệt quá mà không có là được cái gì hết. À nó giờ đuối luôn. Clip này kết thúc ở đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Đây mọi người có cách kinh nghiệm nào đào mấy chú chỉ mình nhé. Mình không biết đào đào không có mọi người, toàn là được mối con không à, khổ thì bự mà không thấy mối chúa đâu cả. Rồi tạm biệt mọi người clip này nha. Cái cục này thì khỏi đào ra đi cũng biết là không có rồi. Rồi bye bye mọi người nha. Bye bye.